Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn và tình trường ly kỳ với ba người đàn ông. Nguyễn Cao Kỳ Duyên quê gốc tại thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội, Việt Nam, là một người Mỹ gốc Việt sinh ngày 30 tháng 6 năm 1965 tại Sài Gòn và là người dẫn chương trình của Barry By Night cùng với Nguyễn Ngọc Ngạn, đồng thời hành nghề luật sư. Cha cô là Nguyễn Cao Kỳ, từng làm Thủ tướng, Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam, gia đình di tản và định cư tại Hoa Kỳ. Từ năm 2004, với chính sách hòa giải của chính quyền Việt Nam, cô và cha mẹ đã nhiều lần về thăm quê hương và tiếp xúc với người hâm mộ với tư cách là một nghệ sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Lúc mới sang Mỹ, gia đình cô sống tại Fairfax, Virginia và sau đó tới Huntington Park, California. Tại đây cô theo học tại trường trung học Marian. Sau đó cô học ngành luật tại Đại học Westminster. Tốt nghiệp với tấm bằng loại danh dự, cô học đàn piano từ 5 tuổi. Trong độ tuổi từ 13 tới 19, cô còn học nhạc và lý thuyết âm nhạc cũng như học luyện giọng. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên là trong vai trò của một người dẫn chương trình tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Lopez, California. Năm 1984, đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Giang Studio ghi âm. Năm 1985, cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng như một ca sĩ tại Seattle, Washington, nhưng lần ghi hình đầu tiên là vào năm 1993 trong video của trung tâm Hollywood này. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California, Mỹ và Paris, Pháp. Nguyễn Cao Kỳ Duyên hiện tại sống ở quận Cam, California, Mỹ và hiện là một người dẫn chương trình cho trung tâm Thúy Nga Paris. Cô cũng đã bắt đầu tham gia làm người mẫu quảng cáo từ năm 2005. Cô đã từng kết hôn 2 lần, lần thứ 2 là với luật sư, người dẫn chương trình Trịnh Hội. Hai người cưới nhau năm 2004. Trước đó, cô đã có 2 con gái với người chồng đầu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngay khi ra đời đã thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ cô, tuyệt sắc danh nhân Sài Gòn thập niên 60 Đặng Tuyết Mai. Cô lại thừa hưởng đầy đủ trí tuệ và sự hài hước của người cha, cùng những nét tinh túy nhất của một người gốc Bắc. Do đó, ngay khi đặt chân vào làng giải trí hải ngoại, Kỳ Duyên đã tỏa sáng trong chớp mắt, nhưng không phải là may mắn ngẫu nhiên. Ban đầu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi làm MC và đi hát chỉ để kiếm tiền trang trải cho học phí đắt đỏ. Ra trường, cô vẫn hành nghề luật sư và chỉ thi thoảng nhận show cho vui. Tuy nhiên, những hồ sơ giấy tờ kiện tụng của cuộc sống phức tạp khiến mỗi lần trở về nhà cô đều nặng trĩu mệt mỏi, trong khi làm MC vừa vui vừa thư giãn lại thu nhập cao. Người ta mời tôi đến để nói mấy câu hài hước vui vẻ, thu nhập từ một đêm làm MC bằng 3 tháng lương luật sư. Thế thì tại sao tôi không bỏ nghề luật sư đi làm MC? Đó là chia sẻ của cô. Là một trong những MC hải ngoại được nhiều người yêu quý, Kỳ Duyên không chỉ duyên dáng trong cách dẫn dắt trên sân khấu, cô còn gây ấn tượng bởi nhan sắc không tuổi. Dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng nữ MC vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp và thần thái sang trọng không thể lẫn vào ai. Cô thường xuyên nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, khiến nhiều cô gái trẻ ghen tị với thân hình nuột nà, đường cong rõ nét để quyến rũ. Ba mẹ nổi tiếng lại thường xuyên diện trang phục ôm sát, tôn lên ba vòng gợi cảm. Nói về bí quyết giữ gìn sắc vóc, MC Kỳ Duyên thẳng thắn. Xin trả lời ngắn gọn, muốn giữ cho thân hình thon chắc rất dễ, ăn ít và ăn đúng, tập nhiều và tập đều, chỉ có thế thôi, chẳng có bí quyết gì cả. Câu hỏi cần đặt ra là bạn có thật sự muốn điều đó hay không? Tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc sống riêng tư của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì không suôn sẻ. Nó đa đoan đúng như câu kiều, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc hôn nhân được cho là vô cùng môn đăng hộ đối này, cho ra đời 2 cô con gái là Jen Ly và Mai Ly. Chồng bác sĩ, vợ luật sư, cuộc sống sung túc, giàu có, tưởng là không còn gì bằng. Thế nhưng, nó đã kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi. Mặc dù Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa từng chia sẻ gì về cuộc sống hôn nhân đầu tiên, nhưng bà Đặng Tuyết Mai có nói trong cuốn hồi ký rằng bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm, không đồng điệu được với tâm hồn giàu cảm xúc và phóng khoáng của Kỳ Duyên. Thậm chí, ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó cứ tích tụ cho tới một ngày, tình cảm mòn nhạt hết, Kỳ Duyên quyết định đâm đơn ly hôn. Cô trở về thời độc thân với 2 cô con gái nhỏ còn quá bé bỏng. Năm 2004, ở tuổi 39, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông của đời mình, một nam luật sư. Thế nhưng chỉ sau 4 năm, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Lý do được đưa ra là vì cả hai xa nhau quá nhiều. Sau cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp. 4 năm hôn nhân, người đàn bà đẹp không tuổi đã già đi khá nhiều. Tuy thế, bản năng mạnh mẽ và kiêu hãnh của một công chúa đã không thể quật ngã Kỳ Duyên. Cô nhanh chóng dạng người trở lại với cuộc tình thứ 3, một người đàn ông đẹp trai và tài hoa không kém là David Duy Hân. Kỳ Duyên và Duy Hân được xem là cặp đôi đẹp trong giới nghệ sĩ hải ngoại nhiều năm qua. Chia sẻ về tình yêu của mình, Kỳ Duyên cho hay, ở tuổi này tôi mới thật sự tự tin và hiểu thế nào là tình yêu chân thật. Chân thật là mình không cần giữ, nó vẫn nằm đó. Tôi có nhiều bạn đời, nhưng có nghĩa là bạn suốt đời, không chỉ gói gọn trong tình yêu. Còn trong tình yêu, tôi càng nhẹ nhàng hơn, tôi không nắm giữ ai và cũng không muốn ai nắm giữ mình. Tuy nhiên, cặp đôi từng dính phải nghi vấn chia tay sau 10 năm. Về tin đồn này, Kỳ Duyên chia sẻ, chúng tôi cho nhau tự do, vì công việc cả hai vẫn gặp nhau. Tôi không cho mối quan hệ của mình và anh ấy một tên gọi gì. Mối quan hệ của chúng tôi, nếu gọi là một cặp thì cũng không đủ.
Theo Kỳ Duyên, cả cô và Duy Hân đều là người từng trải, không còn trẻ. Ngay từ đầu khi đến với nhau, cả hai đã có chung quan điểm, không nắm giữ hay sở hữu nhau mà mỗi ngày bên nhau là một ngày hạnh phúc. Trong suốt 10 năm qua, cái hay nhất trong mối quan hệ này, cả hai cho đối phương quyền tự do, không ràng buộc nhau. Kỳ Duyên vẫn nói với Duy Hân rằng, nếu anh gặp ai khác mà cảm thấy có tình cảm thì cứ việc đi chơi và cô cũng vậy. Mình là người trong cuộc, hơn ai hết mình hiểu khi tình yêu nóng bỏng không còn thì còn tình nghĩa và tình thân. Khi ấy thì chỉ cần người kia hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc. Dù cuộc sống của họ không có mình trong đó, nếu một ngày anh rời xa thì tôi cũng vẫn hạnh phúc vì đã có thời gian bên nhau với nhau nhiều kỷ niệm, Kỳ Duyên bộc bạch. Hỏi Kỳ Duyên về món quà đắt giá nhất mà cô từng được nhận từ bạn trai, Kỳ Duyên không ngần ngại chia sẻ, đó không phải là tặng vật mà là những chuyến đi. Thay vì mua cho tôi một cái ví, cái nhẫn hay món đồ gì đó đắt tiền, tôi thích được đưa đi du lịch ở một chỗ nào đó và cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Đồ vật thì 1-2 tuần hoặc cùng lắm là 1 tháng là mình chán. Nhưng khi nhìn lại một tấm hình mình nhau đi ở chỗ nọ chỗ kia thì nhớ nhiều hơn, Kỳ Duyên trải lòng.